Hello, xin chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Tuấn Chép Cuộc Sống ở Thái Lan. Ok cả nhà ơi, hôm nay gia đình Joe Chép lúc so đang đi đón ông bà ngoại từ mẹ vợ Joe bay từ nước ngoài, từ Na Uy về nhé cả nhà ơi. Bây giờ chúng ta đang trên đường đi đón. Bây giờ gia đình Joe đang đi sân bay để đón bố mẹ vợ nhé cả nhà ơi. Bố mẹ từ Na Uy sang chơi á cả nhà. Bây giờ đang rất là sáng sớm luôn cả nhà. 6-7 giờ sáng á cả nhà. Đón mẹ vợ 5 năm rồi mới gặp lại bố vợ Na Uy chứ cả nhà ơi. Lúc xa. Lúc xa có lần đầu tiên đấy. Không sao. Từ nhỏ lúc xa gặp rồi lúc xa chưa. Hello chị. สวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่กล้าขึ้นมาเขาก็นั่งดูเลย How are you again โอ้ฟ้าจะเป็นลมแล้วคุณยาเอ้ย gia đình Joe đã đến khách sạn đấy nha cả nhà. Bây giờ đang cho ông bà nghỉ ngơi. Em Chép với lại lúc sau với Hoa Tun thì đi bơi ở ngoài đây cả nhà. Ông ngoại đang ngồi bên kia. Đang mệt đi đường xa, cho nó vào. Hoa Tun. Tôi mệt vì lại có chó Hoa Tun chơi. Hoa, để Hoa Tun đi kinh nam, Hoa Tun sẽ tay nữa. Tên Chép đi bơi với lại lúc so đi. Hoa Tun. Chép với lại lúc so với lại mẹ vợ. Anh đi bơi ở ngoài. Hello, chào buổi chiều nha cả nhà ơi. Hello, Chen. Ôi. Hoa Tun, lúc so. Hoa Tun, em tin. Hai cả nhà ơi. Chiều nay bố vợ Na Uy sẽ đưa chúng ta đi ăn cơm nha cả nhà ơi. Hôm nay bố vợ mời. Đấy, bố mẹ. Chen, you can speak Vietnam. Lít nồi, lít nồi. Chị chào. Chị chào. Ăn cơm. Ăn cơm à, ít lâu phải ăn cơm. Là phải ăn cơm. Ta đi ăn cơm. Ta đi. No. Tomorrow. No, little bit. Ok cả nhà ơi, hiện tại gia đình cô đang đi ăn cơm nhé cả nhà. Ta đang ăn cơm. Này, con mẹ. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Bố vợ Na Uy đang ăn cơm. Tưởng tượng thì người nước ngoài người ta toàn ăn các cái món sơn tách các cả nhà. Giống như mình thì lại ăn các cái món như cơm hay là seafood này nó kia. Ăn chắc xong. Xong đi. Bà, xong đi. À mama, xong đi. Nhà ơi. Chào, buổi sáng. Hello, xin chào. Hôm nay là ngày thứ hai đưa gia đình mẹ vợ đi chơi nhé cả nhà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ghé qua đây để mua sầu riêng cho mẹ vợ trước. Mẹ vợ lâu ngày mới được ăn sầu riêng. Ở nước ngoài sầu riêng bán đắt đấy các bạn. Ở đây mình hay ăn nên là rất là ngon nhé cả nhà ơi. Đi mấy? Tôi đây cho con đi. Đây cho bà ngoại quán này nhé cả nhà. Tôi thích lún lô ba man thì bà nữa mẹ. Anh đi lô. อันนี้โลละ10คนไม่ถึงเย็บนะไม่ซื้อ2คูรู้สึกว่ามัน280น่ะ2คูนะไม่ใหญ่ใหญ่bà ngoại nói ở bên Na Uy cả nhà, một cân là khoảng tầm 2 triệu mấy, đắt nhỉ? Cái quả xài ở bên Thái ở chỗ Na Uy đang 1 cân 400 bạt, cái này là rẻ. Cái
Ok cả nhà ơi, bây giờ chúng ta đang đi ăn tí xa nhé cả nhà. Son. 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 Mời cả nhà ăn cơm chưa? Hay xe. Ăn rồi với mẹ. Bố vợ ăn tí xa. Đúng rồi. Chỉ dòng dài thôi, mà đu dài một con. Cho bố vợ, bố mẹ vợ ăn cơm xong rồi chúng ta sẽ đi biển nha cả nhà. Ồ cả nhà ơi, chúng ta sẽ đưa gia đình bố vợ Na Uy lên trên chỗ núi Vật Vàng cả nhà. Chỗ này chúng ta đi rất là nhiều lần rồi. Nhà ơi, đây là núi Phật Vàng nha cả nhà. Châu đã đi rất là nhiều lần rồi. Thì đi Thái Lan thì phải ghé qua chỗ này một chút rồi cả nhà. Cho bố vợ Tây Ba Lô, bố vợ Na Uy ghé qua chỗ này. Ôi nhưng mà nắng quá. Rồi chúng ta chạy qua biển chơi thôi cả nhà. Hiện tại ở Thái là đang mùa hè nên rất là nắng rồi cả nhà. Nóng quá. Đấy thì chắc là có nhiều cô chú thắc mắc là sao lại Châu lại có nhiều bố vợ thế, là bởi vì là do là bố mẹ của em Chép chia tay từ cách đây 20 năm trước rồi cả nhà, nên là mỗi người đều có một gia đình riêng. Rồi mẹ vợ Châu thì có chồng là người Na Uy, rồi bố vợ thì lại có thêm vợ mới là người Thái, nên là thành ra là Châu có những hai bố vợ và hai mẹ vợ. Thì gia đình vẫn hòa thuận, vẫn sống vui vẻ vậy cả nhà ơi. Đây là lần thứ hai mà bố vợ mình về Thái Lan đi chơi. Cách đây ông về cách đây 5 năm trước rồi, khi đó là mình chưa làm YouTube nên là chưa quay lại cho cả nhà xem. Đấy, giải thích những thắc mắc của mọi người nhé. Hai cả nhà, gia đình Châu đã đến biển nha cả nhà ơi. Lúc sau thì đang chơi ngoài kia. Gia đình Em Chép với lại mọi người thì đang ăn đồ ăn, ngồi chơi ngắm biển nha cả nhà. Uống nước dừa nha cả nhà. Châu với lại bố vợ. Rồi trên, chốc đi. You speak Việt Nam nè, quả dừa. Quả dừa. Quả dừa. Quả dừa. Dạ. Quả dừa. Coconut. Chép ăn gì chép? Chép ăn món Thái Lan với mẹ, nộm gỏi, canh kiết đồ cả nhà. Ok cả nhà ơi, thì đây là buổi tối của gia đình mình ở chợ đêm Thái Lan nhé cả nhà. Châu thì đang uống một bình rượu hoa quả cả nhà. Cái bình rượu này rất là đậm đặc, rất là ngon đấy cả nhà. Mẹ và em Chép thì đang ăn mấy cái món hải sản nướng, rồi món mã lát cả nhà. Cái này chấm nước chấm xù cày ngon lắm. Bố vợ Na Uy thì vẫn như ngày nào, vẫn một chai Heineken. Ok, cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh Tuấn Chép Cuộc Sống Ở Thái Lan của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau. Bye bye. Tôn.